Cuộc phản công mùa hè của Ukraine là một cuộc đua với thời gian. Chiến dịch này được cho là đã bị trì hoãn tới 9 tháng do sự chậm trễ trong việc vận chuyển vũ khí phương Tây. Thưa quý vị, trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ukraine đang thất thế trong cuộc đua với thời gian để phản công Nga. NATO phản ứng khi lãnh đạo Nga, Hungary gặp nhau. Đạn pháo thông minh của Nga tung đòn chính xác, phá hủy pháo tự hành Ukraine. Tổng thống Nga phản ứng trước quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế. Ukraine nói Nga mở chiến dịch mới để bao vây ba mút thứ hai. Ukraine đang thất thế trong cuộc đua với thời gian để phản công Nga. Mưa vào mùa thu và thời tiết lạnh giá vào mùa đông có thể thay đổi mọi thứ. Thiếu tá Viktor Chegubov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông Donetsk nhận định, đây là cuộc sinh tồn của bên phù hợp nhất, những người có khả năng thích nghi với các điều kiện mới. Cuộc phản công mùa hè của Ukraine là một cuộc đua với thời gian. Chiến dịch này được cho là đã bị trì hoãn tới 9 tháng do sự chậm trễ của việc vận chuyển vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, quân đội Kiev không giành lại được những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát như kỳ vọng. Hiện nay, thời tiết đang thay đổi và các gói hỗ trợ quân sự Mỹ đến tay Ukraine vào tuần này có lẽ không đủ để chiến đấu. Tôi e rằng chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng Ukraine không có nhiều cơ hội để đạt được thành quả quan trọng và đáng kể trong mùa hè này. Frederick Martin, nhà phân tích chiến lược thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hawil đánh giá. Việc chia cắt hành lang trên đất liền và cô lập bán đảo Crimea sẽ là chiến thắng quan trọng cho Ukraine và là một trong những mục tiêu chính của cuộc phản công. Kiev hy vọng sẽ tiến về phía thành phố Tomak do Nga kiểm soát và Melitopol trước khi tiến đến biển Azov. Dù vậy, theo nghị sĩ Ukraine Oleksiy Gocharenko, mưa bùn lầy chắc chắn sẽ khiến việc ở trong các chiến hào trở nên khó khăn hơn nhiều so với mùa hè. Nhiều binh sĩ Ukraine đã ở trong các chiến hào này gần 20 tháng và họ đã mệt mỏi và kiệt sức. Khi thời tiết bắt đầu lạnh giá và mưa, mặt đất sẽ trở thành bùn lầy. Các vấn đề về hậu cần sẽ trở nên phức tạp hơn. Việc vận chuyển tới các vị trí trên tiền tuyến sẽ bị gián đoạn. Nhưng đối phương cũng có cùng vấn đề như vậy. Một viên chỉ huy của Ukraine đánh giá. Bùn lầy cũng có thể cản trở hoạt động của các xe tăng Abrams mà Ukraine vừa nhận được. M1 Abrams có nguy cơ bị xa lầy với tính linh động hạn chế trong địa hình bùn đất và có thể cần các phương tiện khác đưa chúng ra khỏi khu vực này, miễn là kiếp tăng không ở trong tầm bắn của đối phương. Các ý kiến của quan chức Ukraine và giới phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của UAV và các tên lửa tầm xa trong việc loại bỏ các tài sản và cơ sở lưu trữ của Nga phía sau phòng tuyến pháo và các hệ thống phóng tên lửa và đạn dược đóng vai trò ngày càng thiết yếu để duy trì sức ép lên các lực lượng của nga trong thời tiết lạnh giá ẩm ướt và bùn lầy việc chiến đấu sẽ trở nên khó khăn hơn trung tướng kirilo budanov người đứng đầu cơ quan tình báo khẳng định tuy nhiên cuộc phản công sẽ tiếp diễn ông nói nato phản ứng khi lãnh đạo nga hungary gặp nhau Trang European Prada đưa tin, các đại sứ các nước NATO và Thụy Điển đã phản ứng về việc cuộc gặp mới đây giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orbán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp giữa hai ông Orbán Putin nhân chuyến đến Trung Quốc vừa qua là chủ đề chính trong cuộc họp của đại sứ các nước NATO và Thụy Điển ở Budapest. Đại sứ Mỹ tại Hungary David Bresman nói với European Prada, Tất cả chúng tôi đều thấy lo ngại khi Thủ tướng Hungary gặp gỡ Tổng thống Nga lúc cuộc chiến Ukraine đang diễn ra. Việc họ quyết định duy trì tiếp xúc với Tổng thống Putin theo cách này cũng như ngôn từ mà Thủ tướng Orbán dùng để mô tả cuộc chiến thật đáng lo. Chúng tôi xem Hungary là đồng minh, nhưng lại thấy Hungary tăng cường quan hệ với Nga, bất chấp cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine. Chúng tôi cho rằng cần tiếp tục thảo luận với chính phủ lẫn người dân Hungary về các quyết định này. Đại sứ Pressman nói thêm. Ông cũng từ chối xác nhận thông tin NATO chuẩn bị áp đặt trừng phạt với một số quan chức Hungary mà giới truyền thông đưa ra. Tránh văn phòng chính phủ Hungary, Gergely Gulias lên tiếng phản bác đại sứ Mỹ không có quyền định đoạt chính sách đối ngoại của Hungary. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, hai ông Oban Putin gặp nhau bên lề diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai con đường lần thứ ba. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm nhà lãnh đạo Nga gặp nhà lãnh đạo một nước thành viên Liên minh châu Âu-EU hai ông thảo luận về quan hệ song phương, hoạt động vận chuyển dầu khí và năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Oban khẳng định Budapest chưa bao giờ muốn đối đầu Moscow mà chỉ muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ. Dù là thành viên NATO và EU nhưng Hungary từ chối viện trợ quân sự để Ukraine chống lại Nga. Thủ tướng Oban nhiều lần chỉ trích sự trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga, phản đối cho Ukraine gia nhập NATO. Đạn pháo thông minh của Nga tung đòn chính xác, phá hủy pháo tự hành Ukraine. Nga đã khai hỏa đạn pháo dẫn đường chính xác Krasnopol, phá hủy một trong những hệ thống pháo tầm xa và mạnh nhất của Ukraine là pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất. Phía Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã cố gắng sử dụng pháo tự hành Karab để phá hủy một trung tâm hậu cần của Nga, nằm cách chiến tuyến từ 35 đến 45 km. Tuy nhiên, nhờ sự phát hiện kịp thời của các nhóm vận hành UAV trinh sát quang điện tử, pháo binh Nga đã phát hiện vị trí của mục tiêu cách xa 25 km so với vị trí của khẩu đội Krasnopol ngay lập tức phía Nga đã khai hỏa Karasropol, thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao, khiến mục tiêu bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Video đăng tải trên Telegram cho thấy lửa và khói sáng bốc lên nghi ngút tại khu vực pháo tự hành Karab của đối phương bị tấn công. Theo Aviapro, sự hợp tác ăn ý giữa các đơn vị đã giúp Nga bắn hạ một trong những vũ khí chủ lực của đối phương. Karab là loại lựu pháo tự hành 155 mm do Huta Stalowa Gola sản xuất, có chiều dài 12,05 m, chiều rộng 3,6 m và chiều cao là 3 m. Vũ khí chính của Karab là một khẩu pháo 155 mm có nòng dài gấp 52 lần đường kính, nhờ đó chúng có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km. Tổng thống Nga phản ứng trước quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế tổng thống nga vladimir putin đã chỉ trích quyết định hồi tuần trước của ủy ban olympic quốc tế về việc đình chỉ tư cách thành viên của ủy ban olympic nga phát biểu tại một hội nghị về nền thể thao nga được tổ chức ở thành phố perm của nga tổng thống putin cho rằng ioc đã sử dụng thế vận hội như là công cụ để gây sức ép mang tính chính trị và phân biệt chủng tộc Ông Putin cũng cho rằng lời mời tham dự Thế vận hội không phải là quyền vô điều kiện của những vận động viên xuất sắc nhất, mà là một loại đặc quyền và có thể giành được, không phải bằng kết quả thể thao mà bằng chính trị, điều không liên quan gì đến thể thao. Vào hôm 12 tháng 10, tại cuộc họp ban điều hành ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga vì vi phạm hiến trương Olympic. Người phát ngôn của IOC, ông Mark Adam cho biết, quyết định đình chỉ được đưa ra sau khi Ủy ban Olympic Nga vào hôm mùng 5 tháng 10 đưa ra quyết định kết nạp các tổ chức thể thao ở bốn vùng miền đông Ukraine. Theo Ủy ban Olympic Quốc tế, lệnh đình chỉ này có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, Ủy ban Olympic Nga không thể nhận được bất kỳ nguồn tài trợ nào từ phong trào Olympic. Tuy nhiên, người phát ngôn Adam nói thêm, IOC vẫn bảo lưu quyền quyết định về sự tham gia của các vận động viên quốc tịch Nga dưới danh nghĩa trung lập tại Thế vận hội mùa hè 2024 và Thế vận hội mùa đông 2026 tại thành phố Milan của Italy vào thời điểm thích hợp, theo chính sách được thông qua vào năm ngoái. Ukraine nói Nga mở chiến dịch mới để bao vây ba thứ hai. Các quan chức quân sự Ukraine khẳng định, Nga mở chiến dịch mới nhằm vào ADK, thành phố ở tỉnh Donetsk, được ví như là 31 thứ hai. Đối phương không ngừng nỗ lực phá vỡ phòng tuyến và bao vây chúng tôi ở ADK, Đại tướng Valery Jaluni, tư lệnh lục quân Ukraine nhận định. Đối phương đang tích cực điều động các đơn vị xung kích, tập trung lượng lớn tăng thiết giáp, gia tăng không kích và pháo kích để thực hiện mục tiêu này. Oleksandr Stupun, phát ngôn viên cánh quân phương Nam của Ukraine cho biết, lực lượng Nga liên tục gây áp lực lên Adeka, thành phố nằm cách thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên khoảng 20 km về phía Tây. Họ tái tập hợp lực lượng và mở các đợt tiến công mới tại đó, ông Stupun nói. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 19 tháng 10 thông báo lực lượng nước này tập kích các vị trí của Ukraine tại tỉnh Donetsk, trong đó có khu vực gần Adeka, khiến hơn 260 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương, cùng nhiều khí tài bị phá hủy. ADK nằm ở phía bắc thành phố Donetsk, có dân số khoảng 30.000 người trước chiến sự, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.600 người bám trụ. Quân đội Ukraine trong nhiều năm qua biến đô thị này thành cứ điểm phòng ngự vững chắc. Lực lượng Nga đang áp sát ba mặt đông, nam và bắc ADK, khiến Ukraine chỉ còn tuyến tiếp tế từ phía tây. Các đơn vị Ukraine phòng thủ tại ADK từng cảnh báo nơi này có thể trở thành 31 thứ hai, đề cập tới đô thị mà Nga kiểm soát hồi tháng 5 sau chiến dịch tiến công kéo dài nhiều tháng. Ngoài ADK, Nga đang tăng các đợt tiến công theo hướng Kupian, thành phố thuộc tỉnh Kharkov mà Ukraine tái kiểm soát sau chiến dịch phản công chấp nhoáng cuối năm ngoái. Tướng Jaluni nói với các đơn vị Ukraine đóng quân xung quanh Kupian đang duy trì khả năng phòng ngự trong điều kiện khó khăn nhất. Kupian là địa điểm chiến lược về giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, trong khi Liman cũng có vai trò tương tự tại tỉnh Donetsk. Nga vào những tháng qua đã đẩy mạnh tiến công trên mặt trận Kupian, Liman giới chuyên gia phương tây nhận định hoạt động này nằm trong chiến lược phòng thủ chủ động của nga nhằm đối phó với chiến dịch phản công mà ukraine đang tiến hành với mũi tiến công nhằm vào kupian và các vùng lân cận nga có thể kìm chân các đơn vị ukraine trong khu vực ngăn họ hỗ trợ các hướng phản công khác chiến lược phòng ngự chủ động của Nga coi tiến công là một cách phòng thủ, với mục tiêu khiến lực lượng Ukraine phải căng mình trên chiến tuyến hơn 1.000 km và không thể chi viện cho nhau. Chiến lược này còn giúp cho Nga phát hiện và tận dụng điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về video mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!